hay có thể xài thuốc trị mụn được không? Câu trả lời là đây nha mấy bà. Cái trai này ở ngoài mới có 14 tuổi thôi. Bữa tôi đi trên đường tôi gặp té này trong quán cà phê, nhìn cái mặt nổi đầy mụn luôn, nào là mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ, đầy hết khuôn mặt luôn. Tôi đây buôn thuốc trị mụn mà nên máu trong nghề của tôi nổi lên. Tôi tự hứa với lòng á là sẽ trị hết mụn cho em trai này. Nhìn mặt sáng sủa như vậy mà bị mụn tôi cảm thấy thương bé vô cùng luôn. Tôi qua nhà em này á nói chuyện với mẹ cậu bé, thế là tôi tặng cho bé một chai Dr. Mai để bé trị mụn. Pha thuốc á tầm 5 tới 7 ngày tôi đưa bé đi spa để lấy nhân mụn nha. Pha thuốc được 7 ngày thì mụn đã khô và gom còi lại. Tôi quên nói với mấy bà, chuyện mụn mà không lấy nhân mụn là không hết mụn đâu nha. Thấy nằm im vậy thôi á mà lấy nhân mụn nó rất là đau luôn nha. Mặt em nó khá nhiều mụn nên lấy nhân mụn khá là lâu, 2 tiếng đồng hồ luôn nha mấy bà. Mấy bà nhìn cục mụn máu hút ra là mấy bà biết mụn nặng cỡ nào rồi. Tôi nói thiệt á, bị mụn vậy cảm thấy mặc cảm lắm mấy bà ơi. Sau khi lấy nhân mụn xong tiếp tục pha thuốc tiếp 5 ngày á, mụn đã bớt và cải thiện rất là rõ ràng luôn. Mấy cục mụn nay đã khô lại và mờ dần rồi, cải thiện được 60% rồi đó mấy bà. Xài thuốc tầm khoảng 2 tuần thì da của bé này nó khô lại, tiếp tục là đi lấy nhân mụn ở spa nha. Chàng Đức ơi, mới 2 tuần không gặp tôi mà da bớt mụn đã 95% luôn rồi mấy bà. Da bé này á bị mụn là khá là lâu rồi nên không có thể nào mà hết được 100% được. Tôi nói thiệt với mấy bà, tôi nhận cái ca trị mụn này tôi rất là hồi hộp luôn. 1.5 tháng tôi chăm cái da của em này mà tôi hồi hộp lắm luôn nha mấy bà. Giờ da em ấy đã mịn màng và sạch mụn rất là tự tin luôn khi ra đường nha. Mai, để cho mọi người xem nha. Em lấy ra khoe. Ôi ôi, nó một cái thiết kế rất là nhỏ gọn và dễ thương. Cái này thì mình có thể mang theo ở trong cặp hoặc là trong túi xách của mình mỗi khi mình đi ra đường. Khi nào mình có mụn thì mình cứ mang theo, rồi khi nào rảnh rảnh là mình cứ thoa lên cái vết mụn của mình, chấm một chấm vào cái mụn của mình thì nó sẽ rất là mau lành mụn ha. Nhưng mà nó không có làm cho cái vết mụn của mình bị bong tróc hay là sưng tấy lên. Và trong sản phẩm này thì tất cả đều là thành phần từ thiên nhiên, sẽ không gây kích ứng cho làn da, kể cả những làn da mà nhạy cảm nhất thì cũng không bị gì hết. Cho nên khi sử dụng sản phẩm thì mọi người có thể yên tâm nha. À, cái này thì mình dùng được cho mọi lứa tuổi, từ vị thành niên trở lên, cho nên là anh đã mua rất là nhiều. Khi được tặng cái này xong thì mua thêm mấy hộp nữa để tặng cho cháu anh, bởi vì là nó cũng đang ở tuổi gọi là tuổi vị thành niên, mười mấy tuổi, bắt đầu bây giờ da mặt mọc mụn rất là nhiều, cho nên là cho một cái, tặng cho một cái để mà bỏ trong cặp đi học để sức phạt cho cái làn da của mình nó sẽ đẹp hơn. Và theo những thông tin của anh tìm hiểu thì đây cũng là sản phẩm được chứng nhận của Sở Y tế nè, và cũng có chứng nhận của ISO 9001 nữa, cho nên là mọi người có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm. Đây mà anh thấy ở trong cái bao bì nó còn có cả tem chống hàng giả nha mọi người, và có nhãn mác đàng hoàng và ghi nơi sản xuất là ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là một sản phẩm made in Việt Nam. Mình là người Việt Nam thì mình phải ủng hộ cho những sản phẩm chất lượng của Việt Nam đúng không mọi người. Cái này thì mình đã sử dụng qua rồi, thì anh thấy là cả mụn bọc nè, mụn ẩn nè, hoặc là những cái mụn đầu đen thì cũng hết luôn, cho nên là ít nhiều gì thì mọi người cũng nên có một cái loại như thế này để mà bảo vệ cho làn da của mình. Bởi vì là mỗi lần mà anh bị mọc cái mụn như trên mặt thôi là mình cảm thấy mất tự tin liền. Và hy vọng rằng là cùng với sản phẩm này thì tất cả các chị em chúng ta, kể cả các anh, các cánh đàn ông thì cũng sẽ sử dụng sản phẩm và có được một làn da như ý nha. Bye bye mọi người. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền, chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm. Trời ơi, con trai có sử dụng được không? Tất nhiên là sử dụng được rồi, chỉ cần mặt bạn bị mụn là sử dụng được thôi. Nam nữ bình đẳng mà, ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết á. Cái ông này này, ông ấy không chỉ có nguyên mụn ẩn đâu, cái má này đây, chính cái má này luôn, mụn bọc mụn mủ, trời ơi nó gần như thành viêm luôn rồi. Chụp qua áp phích xa cả 200-300 mét mà còn thấy là các bà biết rồi đấy. Vậy mà chị mụn hơn 1 tháng thôi, nhìn cái da giờ có dã man không? Giờ ông ấy chỉ còn ít thâm trước mặt nhưng mà sau gáy vẫn còn mụn đấy, nên giờ tôi thoa cho ông ấy luôn. Lọ trị mụn được giới trẻ săn lùng nhiều nhất từ lúc sản phẩm mới ra đời đến nay. If you saw me on the train, would you look the other way? Like strangers do. Tình gì đáng quên lại là anh. Anh vẫn cần em nhiều lắm, như một rừng cây ở giữa trời đông. Làm gì vậy? Mày tha mặn, mày sợ đau hả? Ngày xưa kiếm đơn do không ra, thời nay sinh bí ra đơn này. Một nhà tôi nói rồi, bà nào mà bán không được hàng được cứ mạnh dạn sinh bí tôi thoải mái đi. Tôi là mát tay cực kỳ luôn á. Đặc biệt nha, sĩ nhắn tôi rồi mà từ khi mà nhập hàng là lên đơn dù dù luôn từ đại lý. Giờ con cứ nghĩ là mẹ con bỏ con đi nha. Con phải diễn cho Đạt nè, bắt đầu diễn nè. Cách sân diễn. Sản phẩm Dr. Mai đó là được chiết
xuất từ 100% từ thiên nhiên như tinh chất gừng làm giảm vết sưng đỏ, chữa lành vết thương, tinh chất tỏi và dây diếp cá có tác dụng là kháng khuẩn chống viêm, vitamin K, vitamin C ở trong rau ngô có tác dụng ức chế melanin làm mờ thâm và tinh chất chàm trà có tác dụng chống oxy hóa sát khuẩn. Ngoài ra còn có tinh dầu hương thảo có tác dụng làm giảm bã nhờn và ngăn tiết bã nhờn trên da mụn. Và đặc biệt là đối với dòng Dr. Mai Mr. Phong còn có thêm thành phần nhị hoa gậy tây là một trong những thành phần đắt đỏ, nguyên liệu đắt đỏ trên thế giới, từ thiên nhiên 100% cho nên rất là lành tính, sử dụng cho mọi lứa tuổi từ vị thành niên trở lên và đặc biệt là còn sử dụng được cho cả mẹ bầu. Cơ chế sản phẩm chữa được tất cả các loại mụn như mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ, mụn trứng cá, vân vân, và đặc biệt ưu điểm của sản phẩm là không